Trong bài số 11, ở phần từ vựng, chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ và cụm từ sau. Get up. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Go home. Do homework. Take a shower. And go to bed. Trong phần mẫu câu, chúng ta học những cấu trúc sau. What time is it? It's time. What time do you verb? I verb at time. Bây giờ, cô mời chúng mình bước sang phần từ vựng cùng với cô nhé.